Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 21 tháng 12 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, nguồn cung thịt heo ở các vùng miền hiện nay vẫn đang dồi dào, khiến giá heo hơi ở trong nước chưa thể tăng. Giá heo hơi phần lớn ở các địa phương vẫn đang dao động trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg mà chỉ ngang bằng với giá thành chăn nuôi. Hiện nay, người chăn nuôi, đặc biệt là những hộ nhỏ lẻ, vẫn chưa có lãi. Theo nhiều thương lái, tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam cho biết, tầm này những năm trước, thương lái đã đặt hàng và khá nhiều để chuẩn bị giết mổ bán cho các sạp xưởng, giò chả. Nhưng năm nay rất yên ắng, khiến cho giá heo hơi khó có thể tăng bật lên được. Hiện nay giá tại chợ phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nguyên nhân là do ảnh hưởng kinh tế khó khăn, một số nhà máy cho công nhân nghỉ tết sớm, không tăng ca, nên lượng tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể có xu hướng giảm. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, mức bình quân ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Heo đẹp thì có mức giá 54.000 đồng nhưng cũng không nhiều. Ngay như một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương hay trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Và thậm chí nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc như khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay là Thái Nguyên có mức giá bình quân từ 50 cho đến 53.000 đồng. Số ít các địa phương bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương thì được mức giá 54.000 đồng trên 1 kg, nhưng phải là heo đẹp. Các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Nhiều nơi đã xuống dưới 50.000 đồng trên 1 kg, heo đẹp thì được mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Ngay như một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg đối với heo trại. Một số địa phương ở vùng miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng hay Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên cũng tương tự như vậy. Mức giá 51 cho đến 53.000 đồng phổ biến nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực này. Tây Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá thấp nhất 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá ở khu vực Gia Lai, Kon Tum chỉ dao động trong khoảng từ 51 cho đến 52.000 đồng. Với mức giá này thì người chăn nuôi vẫn chưa có lãi. Các tỉnh ở thị trường miền Nam theo ghi nhận trong ngày hôm nay đi ngang, một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu hay là đối với tỉnh Đồng Nai có mức giá dao động từ 51 cho đến 53.000 đồng. Hay ngay như một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh hay Đồng Tháp phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực phía Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg và cũng chưa có sự biến động so với những ngày trước đó. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay, mức giá 52 cho đến 53.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Ghi nhận ở huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương, các hộ chăn nuôi báo giá 53.000 đồng. Khu vực Hải Phòng trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 53.000 đồng. Hưng Yên có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá quanh thành phố Hưng Yên của tỉnh Hưng Yên có mức giá bình quân 53.000 đồng. Khu vực Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc phổ biến trong khoảng 52.000 đồng. Khu vực Sông Lô nhiều hộ chăn nuôi đang báo giá trong khoảng giá như vậy. Bắc Ninh trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Yên Phong có mức giá thấp hơn 51 cho đến 52.000 đồng. Nam Định phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Heo đẹp nhiều nơi báo giá ở huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định vẫn dao động trong khoảng 52 cho đến 54.000 đồng. Ninh Bình phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở trong dân đối với huyện Thanh Liêm có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng.
khô kim bảng phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình có mức giá dao động từ 51 cho đến 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Thái Nguyên phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực thành phố Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá dao động 52.000 đồng, khu vực Đại Từ 53.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động từ 51 cho đến 53.000 đồng. Bắc Cạn có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Quảng Ninh trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Lạng Sơn phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 53.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay bình quân 53.000 đồng. Lào Cai phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 54.000 đồng. Yên Bái có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Hà Giang, dao động 50 cho đến 54.000 đồng. Ghi nhận ở huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang, các hộ chăn nuôi vẫn báo giá 53 cho đến 54.000 đồng. Hay khu vực Quảng Bạ phổ biến trong khoảng 52.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với lợn đen ở khu vực này có mức giá rất cao, 58 cho đến 62.000 đồng. Cao Bằng trong ngày hôm nay, lợn trại phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi, 51 cho đến 53.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu phía Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu hay là đối với tỉnh Điện Biên dao động trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng đối với heo trại. Còn đối với tỉnh Hòa Bình phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động. Thanh Hóa phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Yên Định, một số hộ chăn nuôi báo giá dao động 52.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 51 cho đến 52.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế dao động 50 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay ghi nhận khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi có mức giá bình quân 51 cho đến 53.000 đồng. Bình Định phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Phù Cát của tỉnh Bình Định có mức giá khá thấp, chỉ dao động 49 cho đến 50.000 đồng. Phú Yên có mức giá bình quân 52.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa 51 cho đến 53.000 đồng. Ninh Thuận phổ biến 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bình Thuận có mức giá dao động 51 cho đến 53.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Đức Linh của tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến dao động 52.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi. Gia Lai và Kon Tum có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Đắk Lắk phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng và Đắk Nông cũng trong khoảng giá như vậy, 50 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai phổ biến 52 cho đến 53.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao nhất đạt 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bình Phước có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Bình Long dao động 52.000 đồng, khu vực Bù Đốp 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu bình quân 53.000 đồng. Bình Dương có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Tây Ninh cũng không có sự biến động, 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Bến Cầu của tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay đạt 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Trà Vinh trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, 50 cho đến 52.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở Càng Long của tỉnh Trà Vinh đạt 52.000 đồng. Cà Mau và Kiên Giang có mức giá bình quân 50 cho đến 53.000 đồng. Tiền Giang phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, An Giang có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Bạc Liêu phổ biến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Long An và Vĩnh Long có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Đồng Tháp, Hậu Giang và tỉnh Cần Thơ trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 49 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bến Tre, dao động 50 cho đến 52.000 đồng là phổ biến.
Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay phổ biến dao động từ 51 cho đến 52.000 đồng và hầu như cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.